Rồi, hello Hồng An, chào cả nhà. Và Hồng An chúc anh em bà con cô bác mình đón một cái lễ thật là ý nghĩa, đi chơi lễ vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha anh em. Và Hồng An xin chia sẻ sơ shop phụ tùng xe máy Hồng An. Rất là lâu rồi anh em, Hồng An không có đi sơ tổng thể xe anh em ha. Thì trong dịp lễ này anh em ở cả nhà mình ở nhà có rảnh rỗi thì vô xem clip, thì anh em cả nhà mình được xem được con xe nào vừa ý, muốn kết duyên thì liên hệ shop nha. Thì đây là toàn là những con xe bên shop mình thuộc dạng hàng sưu tầm trưng bày nha anh em. Thì số lượng xe thì cũng không có nhiều, nhưng mà những con xe này thuộc dạng cho anh em mình đang cần và đang tìm. Những sản phẩm rim Thái, phụ trợ nail, các dòng cúp, các dòng quay Thái bên shop mình hiện đang trong bộ sưu tập của shop mình nha anh em ha. Mình sẽ đi từng xe và báo giá chi tiết cho anh em. Anh em mà trong cái dịp lễ này ở nhà anh em có xem được con nào liên hệ shop, shop xe gửi hình chụp ảnh chi tiết từng xe một cho anh em. Nếu anh em mình có nhà ý kết duyên một trong các xe trong shop mình nha anh em ha. Thì trước tiên là mình xin chia sẻ con Future Nail FI 209 đầu 70. Con này chạy có 9.000 mấy trăm cây, màu đen. Thì con này giá là 108 triệu nha anh em. Bánh mâm đầu 70. Đã là xe sưu tầm thì sơn nhông dĩa là phải còn nha anh em ha. Sơn nhông dĩa là phải còn, vài ngàn cây mà anh em. Còn những con xe mà bức sơn nhông dĩa thì nó không phải là xe sưu tầm đâu anh em. Rồi, tiếp đến là con màu đỏ, cũng là đầu 70, FI 209, cũng là nguyên zin, nguyên bản hết. Sơn nhông dĩa cặp vỏ còn theo xe. Màu đỏ nha anh em ha, đầu 70. Con này là 108 triệu nha anh em. Xe chạy 6.000 mấy trăm cây. Tiếp đó là con Future X FI bánh mâm, chạy 4.000 mấy trăm cây. Con này 83 triệu nha anh em. Bánh mâm nha, vài nghìn cây. Cũng là nguyên bản hết, sơn nhông dĩa cặp vỏ theo xe còn đủ hết nha anh em. Xe rất đẹp. Mình đi sơ anh em ha. Nói chung là mình đi sơ tổng thể thôi. Anh em nào mà bà con cô bác nào mà muốn nhà ý kết duyên một trong các xe trong shop mình thì liên hệ shop. Shop sẽ chụp hình chi tiết từng xe một cho anh em. Chụp hình chi tiết, gửi hình cho anh em kết bạn, mình gửi hình chi tiết cho anh em mình xem. Rồi, tiếp đến là một con rim 2, người ta còn gọi là rim đời anh em. Xe này là shop sử dụng ha, 2 năm rồi nha anh em. Bây giờ anh em nào kết duyên shop bán cho anh em mình chơi, đúng một giá 48 triệu. Xe này là máy giữa chưa chạm nha. Đầu nồi rớt là do shop mình rớt anh em. Lúc mua về là không có rớt, do quá trình mình dùng nó róc và nồi nó bị yếu anh em, buộc shop phải mở ra làm. Chứ đúng ra mua về là xe là không có rớt đầu nồi luôn nha anh em. Xe này đi cũng nhiều rồi, 50 mấy ngàn rồi, shop buộc phải mở ra làm, xấy shop bắp và làm lại cái nồi. Nhưng mà máy bây giờ là rất là êm ha, máy giữa chưa trẻ chứ máy rất là êm. Bảo hành máy cho anh em mình là 2 năm. Tất cả các xe ở đây shop bán cho anh em, kể cả xe giá trị cao và giá trị thấp, đều bảo hành 2 năm sử dụng. Anh em yên tâm về chất lượng. Anh em có thể dắt thợ thầy qua kiểm tra kỹ cũng được nha anh em, hoặc ra hãng cũng ok anh em ha. Thì xe đều là xe chính chủ hết nha anh em, biển số Sài Gòn, và shop đứng tên hoặc ủy quyền hoặc ký về cửa hàng. Shop có thể xuất hóa đơn cho anh em, rút gốc cho anh em vẫn được cho anh em ha. Anh em ở tỉnh mình có thể gửi xe tận nhà tận nơi, và hồ sơ pháp lý bên Hồng An sẽ rút gốc cho anh em, hỗ trợ cho anh em. Con này là rim đời, đời 92, màu sơn đen là màu sơn zin nha anh em ha, không phải sơn lại nha anh em, đúng cả vẹt xe, đúng gốc của nó là màu đen. Rim đời 92, con này 48 triệu nha anh em. Xe trong tình trạng rất là liền xe và đều hết. Rồi, tiếp đến là những cái dòng rim Thái. Trước tiên là con rim 2 tem hồng này là đời 94. Xe chạy 12.000 cây, vỏ không còn, chỉ còn sơn nhông dĩa thôi nha anh em. Con này là gần 200 triệu nha anh em ha. Rim 2 tem hồng nha. Đúng chiếc xe 12.000 cây, sơn nhông dĩa còn, bất cập vỏ. Toàn bộ trên xe kiều là nguyên zin hết, rổ kiến bẩn,
phụ kiện trên xe còn đủ hết nha anh em. Con này là gần 200 triệu. Rồi tiếp đến là cái dàn con này. Con này là rim Thái đời 98. Xe này đi cũng hơi nhiều, 20 mấy ngàn cây, cũng là nguyên zin hết. Tất cả phụ kiện trên xe còn nguyên hết nha anh em ha. Kể cả yên sắt vẫn còn, cặp kiến bô bẩn rổ đâu còn nguyên hết. Con này 130, đúng 130 nha anh em. Bao hồ sơ cho anh em nha, cũng là biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Và con này là một con rim đời 95. Xe này đi cũng tầm cỡ 40 ngàn, 30 mấy 40 ngàn. Con này là 93 triệu nha anh em, cũng là nguyên zin hết, ngoại trừ thay đúng một cái yên. Khách đã thay yên rồi nha anh em ha. Còn ngoài ra cặp kiến bẩn rổ bô theo xe còn nguyên hết, căm đùm niền vàng bạc là còn nguyên zin hết. 93 triệu nha anh em, đời 95, số máy 03 đầu. Anh em cần kết duyên, khả năng anh em mua con xe nào đó, khả năng mua tới đâu thì liên hệ shop. Shop sẽ chụp hành chi tiết từng chiếc xe cho anh em mình xem đánh giá rất là kỹ anh em ha. Bao hồ sơ cho anh em ở tỉnh. Rồi thì cái dòng rim bên đây là hàng sưu tầm giá trị cao hơn nha anh em ha. Thì con này là ở ngoài giá tầm 200 mấy, vài nghìn cây. Con này cũng vài nghìn cây, 200 mấy. Và con trong là 4.000 mấy trăm cây, là 300 mấy. Và con trong cùng nữa là 400 mấy anh em ha. Thì càng cao thì nó càng đi ít nha anh em. Xe như xe thùng. Xe ở đây là còn nguyên zin nha anh em ha. Rổ, bẩn, kiến, sên, nhông, dĩ chắc chắn là phải còn rồi. Và vỏ là vẫn còn theo xe nha anh em ha. Còn nguyên thủy, nguyên bản hết. Có giá chi tiết. Con này hai con ngoài là 200 mấy chục triệu một con nha anh em. Ngoài bìa nha, có vài nghìn cây thôi nha anh em. Một con thì 8.000 mấy, một con thì 9.000 mấy. 200 mấy chục triệu anh em. Đủ giá hết. Đều là xe nguyên bản, xe mộc. Và không bắn không dặm nha. Đây là xe mộc nha anh em ha. Đúng xe biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Và hai con trong thì 4.000 mấy trăm cây là con này. Con này là 300 mấy chục triệu anh em. 4.500 cây, đúng chiếc xe. Xe nhông dĩa còn, vỏ còn. Và con trong là mắc nhất, 400 mấy chục triệu nha anh em. Rồi tiếp đến là cái dòng xe cúp. Con này là Bentley 50 hải quan chính ngạch, đi chưa được 1.000 cây. Hồi đó người ta mua tới giờ nha anh em, 936 cây thôi. Cặp vỏ còn một cặp, sên nhông dĩa còn nguyên, chưa tăng sên. Hải quan chính ngạch nha anh em ha. Xe người ta mua tới giờ. Biển số Sài Gòn 5 số. Rút gốc công chứng cho anh em. Con này giá hơi bị cao anh em ha, không có rẻ nha anh em. Con này 148 triệu nha anh em. Bao hồ sơ, bao công chứng, bao rút gốc cho anh em nha. Sên nhông dĩa chưa tăng sên anh em ơi, chưa tăng sên, chưa gì hết. Nói chung là còn nguyên bản như xe thùng thôi ha, có vài trăm cây mà anh em. Xe này xe là người ta mua cũng lâu rồi nha anh em, không phải xe kho, xe cam nha. Anh em nhìn biết liền à. Đầu hơi xét anh em ha, nó nhìn cái bô anh em. Rồi tiếp đến là cái con trong. Con trong là con đời cao 2003, cũng có vài trăm cây nha anh em. Vài trăm cây thôi anh em, 2003 nha. Được cái biển số đẹp. Anh em có nhà ý liên hệ shop nha. Cũng vài trăm cây cũng như xe thùng nha anh em. Công chứng rút gốc cho anh em. Ủy quyền vẫn được. Quá mới anh em ơi ha. Con này là giá cũng là 138 triệu, shop mới bán được nha anh em.
và con trong nữa là con kim vàng giọt lệ nha. Em coi nè, kim vàng giọt lệ có vài nghìn cây thôi nha anh em ha. Xe này cặp vỏ theo xe vẫn còn sơn nhông dĩa, còn chưa tăng sơn. Ý có tăng rồi, có tăng sơn anh em ha, vài nghìn cây thôi. Đó theo xe nè anh em, các dòng mà xe mà đậu là vỏ đứt hết trơn nha anh em ha. Anh em đừng có nghĩ vỏ dục được nha, mình không dám chạy là anh em hiểu rồi. Xe đậu xe vỏ sẽ bị nứt và sẽ bị hư cho anh em. Đó theo xe nè anh em. Con này cũng 138 triệu nha anh em, hai con này đồng một giá. Điều mới sợ nó chạy anh em. Biển số Sài Gòn nha. Con này thì kích tâm 70, con này mình giữ lại mình chơi kỷ niệm anh em. Con này cũng có vài nghìn cây à, mình giữ lại mình chơi nha, chưa có nhà ý bán, vài nghìn cây thôi. Anh em coi vỏ nè, mình sẽ cho anh em mình coi vỏ nha, những cái xe mà vài nghìn cây cái vỏ nó sẽ bị nứt như thế nào nha anh em. Hết trơn anh em ơi. Thì anh em không có tin, cứ nghĩ là xe cọp, xe không đi, đậu nó là sẽ vỏ nó sẽ dùng được, không có dùng được đâu anh em. Nứt hết trơn nè anh em thấy chưa? Nứt hết trơn nè, nứt nè. Mình không dám bơm cứng anh em, bơm cứng nó sẽ bị bể anh em. Con này 3.000 mấy trăm cây nha anh em ha. Anh em coi thử con Bentley này nè, có vài trăm cây thôi. Đời 94 anh em. Mình không dám bơm cứng anh em ha, bơm cứng nó sẽ bị bể. Nè, anh em không hiểu cứ nghĩ xe đậu vài nghìn cây là vỏ phải, còn là sai lầm hết. Nè, anh em vỏ theo xe nè, 94 nè. Mình thấy chưa anh em? Đó, tác hại của xe đậu nó như vậy đó. Không nhất thiết chạy đâu, đậu nó cũng hư cái vỏ anh em. Muốn hồi gì chạy anh em ha. Rồi, nè, coi vỏ nè anh em. Nứt là trơn nè. Nè, nứt nè anh em. Con này có 3.000 mấy trăm cây rồi đó. Anh em nghĩ anh em dám chạy không anh em? Không bao giờ chạy nổi đâu. Không dám bơm cứng nữa mà sao mà chạy anh em. Anh em xem mà anh em sẽ biết được thế nào là những con xe đậu vỏ nó hư. Nó nứt vài trăm cây đó, cái vỏ còn bị nứt mà anh em. Con này vài nghìn cây nè, nứt hết trơn anh em. Nứt là không dám bơm cứng anh em ha. Nứt của nó đó, nứt rồi đó. Kể cái rim thái cũng vậy anh em, vài nghìn cây anh em nhìn cái vỏ cũng nứt hết trơn anh em. Nè, nứt này, nứt cũng bể luôn anh em. Nứt này anh em. Sẽ bị nứt anh em ha, nói chung là sẽ bị nứt. Đừng nghĩ là xe đậu nó không hư vỏ đâu anh em, vài nghìn cây vẫn vỏ vẫn bị nứt. Và tiếp đến là mình đi cái dàn xe quay thái bên trong anh em ha. Thì con này là 93 triệu nha, đời 95, nguyên zin hết, xe đi 30 mấy nghìn cây. Chiếc xe rất là đẹp. Tất cả xe đây bảo hành cho anh em mình là 2 năm. Anh em cứ đi thoải mái, 2 năm bảo hành máy. Và mình sẽ coi cái dàn quay thái nha anh em. Rồi, ở đây có 3 con quay thái. Một con quay A cộng. A cộng này là xe đi 20 mấy nghìn cây. Bao đẹp, nguyên zin hết, máy như xe điện. Biển số 4 số Sài Gòn nha anh em, một chủ.
30 triệu nha, bao công chứng, bao rút gốc cho anh em. À. Rồi con quay thái này nói chung là mình cũng chưa có nhà ý bán anh em ơi. Con này đời 99 thắng đĩa. Quay S110. Hàng rất là hiếm, mình mới săn được anh em. À, mới săn được. Chưa có nhà ý bán đâu anh em ơi ha. Con này mình có đăng trên kênh á là 9x anh em. 90 triệu đó. Sơn zin, tem zin, nguyên zin hết, thắng đĩa. Là 99. Đầu TH cho anh em ha, TH. Hàng rất là hiếm, rổ theo xe còn. Và cái con trong đây là nói chung là giá trị cũng 9x cho anh em. Tại 2000. Nguyên zin hết nha anh em, xe bao đẹp. Cắm móc 7 màu anh em. Đi 20 mấy ngàn cây. Là 2000 nha, kỹ số Sài Gòn. Cũng là 90 mấy triệu anh em. Kỹ số Sài Gòn nha anh em ha. Đợi 2000. Và con trong là đợi 2000 luôn. Cái này 80 triệu anh em. Chiếc xe đẹp, đi cũng 30 mấy ngàn thôi à. Áo tem zin theo xe hết nha anh em, đúng xe zin. À, đúng chiếc xe đẹp. Bảo hành máy là 20 ngàn cây cho anh em. Thì anh em cũng biết rồi, thì hôm nay thì shop thì cũng có thêm một cái chi nhánh để mình sửa xe, làm xe, tân trang xe. Thì nằm ở địa chỉ 115D Lò Siêu, phường 8, quận 11. Và cũng là một cái shop trên mình bán hàng đó nha anh em. Mình rất nhiều phụ tùng xe, rã xe. Từ trên những con xe mà mình mua về, mình thấy là chất xe cũng từ đó là còn đẹp, giá thành hợp lý, mình rã ra mình bán món, bán đồ, bán máy, bán sườn 4 món giấy tờ hợp lệ cho anh em. Tất cả những cái xe mình bán ra đều có biển số Sài Gòn, công chứng được, rút gốc được. Sườn 4 món đều là rút gốc sang tên được nha anh em. Đều là biển Sài Gòn nha, mình không mua xe tỉnh nha anh em ha. Tất cả các dòng xe mình bán cho anh em, bán cho anh em những cái sườn 4 món, biển số cà vẹt, là công chứng rút gốc được. Tất cả các dòng xe bên shop mình bán cho anh em, để mình lấy phụ tùng linh kiện máy ngoài mình bán phụ tùng lẻ. Còn cục máy, nhiều khi mình bán nguyên cục, nhiều khi mình có thể sàn cho anh em nguyên cục máy cọp, máy zin chưa rớt gì hết. Anh em qua shop, shop sàn cho anh em, thay nguyên cục máy, sàn giúp cho anh em biển công, thợ ráp biển công hết cho anh em. Anh em ở tỉnh muốn mua sườn 4 món, quay thái hoặc future 1 hoặc riêng thái, tất cả các sườn 4 món ở đây đều có thể công chứng cho anh em, giữ biển số vẫn được và rút gốc cho anh em vẫn được. Anh em gặp Hồng An trực tiếp ra công chứng rồi lấy sườn về và lấy hồ sơ về luôn nha anh em. À. Thì bên shop kia là vừa rã đồ, vừa bán phụ tùng và vừa nhận dọn xe cho anh em tại shop luôn, là địa chỉ 115D Lò Siêu, phường 8, quận 11. Chuyên nhận làm xe hai thì, dọn mới, phục dựng lại những dòng xe zin hoặc các dòng xe ga, thắt ý, các dòng xe hai thì, xì bo. Tất cả các dòng xe số, xe ga bên shop mình đều nhận làm hết. Bảo hành cho anh em mình 1 năm, 12 tháng. Cục máy hoặc linh kiện ngoài đã nhận làm cho anh em đều bảo hành 1 năm về. Tất cả phụ kiện bên shop mình làm cho anh em. Từ cái khâu dọn dàn ngoài, nước sơn, nước si hoặc cục máy cũng vậy. Trong một trình 1 năm dùng, anh em nước sơn bị bạc, bị bay, bị chốc, tự quỷ ra thì bên shop nhận làm lại cho anh em miễn phí. Bộ phận máy cũng vậy nha, trong quá trình làm máy, sàn máy, trong cục máy có trục trặc vấn đề gì đó, bên shop mình nhận làm miễn phí lại cho anh em nha. Và phụ tùng bán cho anh em thì được bảo hành 3 tháng đến 6 tháng. Anh em được dùng miễn phí. Trong quá trình đó, anh em có trục trặc, shop sẽ đổi trả một đổi bọc cho anh em. Và anh em mà nếu đem qua tiệm làm thì shop bảo hành 1 năm. Chẳng hạn như đồ máy, anh em muốn sàn nguyên cục máy hoặc là máy bên shop mình bảo hành 1 năm. Còn shop mình bán hàng cho anh em, ship cho anh em, giao tận nhà thì bảo hành 6 tháng đây nha anh em ha. À,
riêng đặc biệt anh em qua shop mình làm, shop mình thay thì được bảo hành 1 năm. Tất cả các phụ kiện linh kiện bên shop mình thay cho anh em, làm cho anh em trong bộ phận cục máy là được bảo hành 1 năm hết. Rồi ok cho anh em ha. Nói chung thì một cái lễ này hôm nay cũng chia sẻ sơ thôi. Anh em bà con cô bác mình ở nhà có dịp có duyên đến với kênh của shop Sam Hồng An thì cho Hồng An một lượt đăng ký và nhớ nhấn nút chuông nha anh em ha, để mỗi ngày shop đều lên những cái clip hay, chia sẻ những chiếc xe đẹp và phụ tùng linh kiện theo xe. Anh em nào cần thì mình ưu tiên mình xem xong mình chốt đơn, chốt phụ tùng đó. Nếu mà không có đăng ký kênh á, nhấn nút chuông á, nhiều khi shop đăng lên quá 2-3 ngày anh em xem không có kịp á, nhiều khi lỡ mất đi cái duyên những cái sản phẩm anh em mình đang cần và đang thiếu anh em ha. Rồi anh em nào ở Sài Gòn có nhu cầu những làm xe, dọn xe, phục dựng lại thì cứ qua shop, shop đủ đồ cho anh em nha anh em ha. Đủ đồ làm cho anh em, phục dựng cho anh em đủ hết. Vì shop là lúc nào cũng có những chiếc xe đẹp rã ra từ những cái phụ tùng xe, lấy ra trên những con xe đẹp. Mình tháo ra mình bán đồ anh em, không thiếu đồ anh em ha. Shop không thiếu hàng đâu, quan trọng là anh em chịu chung chịu chi thôi. Đồ lúc nào cũng đủ, không thiếu cho anh em. Tất cả các dòng xe số mình đều có đủ nha anh em ha. Các dòng quay pha rim Thái, Super rim, quay A, Future Neo, Future X mình đều có đủ đồ anh em. Kể cả quay Thái là mình là đang hiện tại là mình đang giữ rất là nhiều đồ quay Thái, rất nhiều cục máy quay Thái, đồ quay Thái là toàn là hàng đẹp không anh em. Kể cả những cái đồ rim đó, mình đang giữ rất nhiều cục máy rim rã ra trên những con xe đó anh em. Đầu lồng dên là dên VIP, lửa VIP, nồi VIP đang giữ lại anh em. Vì phụ tùng xe hôm rồi là không còn đồ nhiều, nhưng con xe bây giờ mà đúng chất lượng xe không có nhiều anh em. Xe bây giờ đi rất là nhiều rồi, phụ tùng linh kiện trong máy nó cũng đã, trong quá trình nó cũng là từ từ nó hư rồi anh em, hư rất là nhiều rồi. Anh em nào mà đang ở nhà đang cần những cục máy cọp, những cái phụ tùng cọp trong máy liên hệ shop nha. Bảo hành cho anh em mình dùng từ 6 tháng bàn giao cho anh em. Anh em qua tiệm ráp là bảo hành 1 năm lần nha anh em ha. Rồi ok, một lần nữa chúc anh em cả nhà mình đi chơi một cái lễ vui vẻ, cùng gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Bye bye nha anh em ha. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình một lượt thích nha anh em, một lượt thích nha anh em ha, và một lượt chia sẻ nha anh em, để shop lúc nào cũng có động lực làm việc phục vụ cho anh em mình. Một ngày nó ngày càng tốt hơn nha anh em ha, ngày càng tốt hơn và phục vụ cho anh em ngày càng nói chung là anh em đến với shop sẽ ngày càng quý mến shop nhiều hơn nữa, ủng hộ shop nhiều hơn nữa nha anh em, và luôn đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu anh em ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye.